Thiên Phật tương hảo đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân chứng vô thượng pháp. An mâu ni mâu ni tam mâu ni. An mâu ni mâu ni tam mâu ni ta và An mâu ni mâu ni tam mâu ni ta và chí tâm đảnh lễ Nam mô Tăng hư. Giới quá hiện vị lai thầm phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thượng trụ tam bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà Giáo Chủ. Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật đương lai hạ sanh. Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lời. Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc. Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đại. Tăng đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Lương vừa bèn chiên đàn, không sống pháp giới đạo tràng mười phương. Hiện thành mấy bao kiên tường, chưa phân rõ biến ngọn hướng chi thành pháp thân căn phần tình thánh chứng minh hướng nguyện phượng lành rưới băng. Nam mô hương vân cai Bồ Tát. Nam mô hương vân cai Bồ Tát. Nam mô hương vân cai Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.
thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hằng ra đẳng na đa ra già già nam mô a di đà bà lô yên đế thương bắn ra gia bồ đề tạng đo bà gia ma tăng đo bà gia ma ca lô ni ca gia bằng ra Phật về so đằng na đăng tòa nam mô tăng kiên lần đoài mong ma rì giá bà lộ yên đế thân phần ra lăng đa bà nam mô na rơ cẩn trì hệ rì mà hạ bằng đa xa mê tác bà a tha đầu vô bằng a thế dần đặng bà tăng đa na ma bà già mà văn đắng đồ đặng điện thắng á bà lô hê lô ca đê ca ra đê y hê rê ma bồ đề tác đò tác ba tác bà ma ra ma ra ma hê rê đà dừng câu lô yên mong đồ lô đồ lô phán xà dạ đê ma ha phán xà dạ đê đà ra đà ra thần phân ra ya ya ra ya ra ma ma phật ma ra mùng đế lệ thần na thần na ra sam phật ra xa lời phật xa văn sam phật ra xa ya hô lô ma ra hô lô hê rì ta ra ta ra tăng rì tất rì tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đa ya bồ đa ya di đề rì ya na ra cẩn trì địa rì sanh ni na ba ya ma na ta ba ha tăng đa ya ta ba ha ma ha tăng đa ya ta ba ha tất đà yô nghe thất bằng ra ya ta bà ha na ra cẩn trì ta bà ha ma ha na ra ta bà ha tăng ra tăng a mùng khờ ya ta bà ha ta bà ma ha tăng đa ya ta bà ha ya kiến ra a tăng đa ya ta ba ha ba đà ma yên tất đà ya ta ba ha na ra cận trì bạn đà ra ya ba ha ma ba lời thăng yên ra ya ta ba ha nam mô hằng ra đắng na đa ra ya ya nam mô a di đà ba lô yên đê thức bằng ra ya ta ba tất điện đồ mạng đà ra bằng đà ya ta ba ăn tân điện đồ mạng đà ra bằng đà ya ta ba ăn tân điện đồ mạng đà ra bằng đà ya ta ba Nam mô Hoa Quang Phật. Nam mô Hãy subscribe.
Phật. Nam mô dòng mà mạnh phần. Nam mô thành tổ Phật. Nam mô thành tổ Phật. Nam mô Oai Đức Phật. Nam mô Trí Phật.
Vương Phật. Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Diệu Xưng Phật. Nam mô Diệu Xưng Nam mô Trí Xưng.
Phật. Nam mô Mạng Nguyện Phật. Nam mô Hoa Quang Phật. Nam mô Đức.
Phật. Nam mô Thượng Thủ Phật. Nam mô Tự Tại Kiếp Phật. Nam Nam mô Công
Phật. Nam mô Trí Tuệ Tinh Phật. Nam mô Thiện Trụ Phật. Nam mô Thiện Trụ Phật. Nam mô Thiện Chí Trí Tuệ Phật. Nam mô Thiện Chí Trí Tuệ Phật. Nam mô Tịnh Thinh Phật. Nam mô Tịnh Thinh Phật. Nam mô Long Hồng Thinh Phật. Nam mô Phật.
chúng sanh nguyện đều thành tựu. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Tát. Kính tình nếu ban nhà Ba La Mật Đa Bồ Tát Quang Tự Tại khi quang chiếu thâm sâu. Ban nhà Ba La Mật tận diệu pháp tri đồ bồng soi thấy năm hồn đều không có tự tánh thần chẳng điều ấy xong. Ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn, nghe đây xá lời tự sanh chẳng khác gì không không, chẳng khác gì sắc. Sanh chân thân là không không, chân thân là sanh, còn lại bổn nguồn kia cũng đều như vậy cả. Xá lời tự nghe đây thế mọi pháp đều không, không sanh cũng không diệt, không nhớ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt, cho nên trong tánh không không có sắc thọ tưởng, không có hành thân, không có nhãn gì thì thiền thân ý sáu căn, không có sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, không có mười tam giới từ nhãn đến ý thức, không hề có vô minh, không có hết vô minh, cho đến không lão tự, không minh lão tự, không khổ tầm diện đạo, không tri cùng không đắng, vì không có sợ đắng nên khi vì Bồ Tát nương diệu pháp trí độ bạc nhã Ba La Mật thì tâm không chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi, xa lìa mọi mộng tưởng, xa lìa mọi điên đạo đảng niên bàn, tuyệt đối chư Phật trong ba đời diệu pháp trí độ bạc nhã Ba La Mật nên đắng vô thượng giác. Vậy nên phải biết rằng bạc nhã Ba La Mật là linh chú đại thần, là linh chú đại minh, là linh chú vô thường, là linh chú tuyệt định, là chân ly bân vọng có năng lực tiêu trừ tận cả mọi khổ nạn. Cho nên tôi muốn thuyết câu thần chú trí đồ bạc nhã Ba La Mật. Nói xong Đức Bồ Tát liền đọc thần chú rằng: Nghiệp đi Yên Đế Ba La, Yên Đế Ba La Tăng, Yên Đế Bồ Đề Tà Ba Ha. Yên Đế, Yên Đế Ba La, Yên Đế Ba La Tăng, Yên Đế Bồ Đề Tà Ba Ha. Yên Đế, Yên Đế Ba La, Yên Đế Ba La Tăng, Yên Đế Bồ Đề Tà Ba Ha. Nam mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đề Già Tha Di Lì Đô Bà Tì A Di Lì Đà. Nam mô Tì A Di Đề Đà Tì Ca Lăng Đề A Di Đề Đà Tì Ca Lăng Đà Già Di Đề Già Già Đà Chi Đà Ca Lệ Tà Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đề Già Tha Đô Bà Tì A Di Đề Đà Tăng Đâm Bà Tì A Di Đề Đà Tì Ca Lăng Đế A Di Đề Đà Tì Ca Lăng Đa Ya Di Đề Ya Ya Đà Chi Đà Ca Lệ Tà Bà Ha. Nam Mô A Di Đà Bà Ya Đà Tà Ya Đà Ya Đề Ya Tha Di Đề Đô Bà Tì A Di Đề Đà Tăng Đâm Bà Tì A Di Đề Đà Tì Ca Lăng Đế Đà Tỳ Ca Lăng Đa Ya Di Đề Ya Ya Na Di Đà Ca Lệ Ta Ba Ha. Tiêu tai kiết tượng thần chú năng Bồ Tát Bằng Đà Mâu Đà Nam Ma Ba Ra Đề Hà Đà Sa Ta Năng Nam Đáp Điệt Tha Khê Khê Khê.
Viên đề ca tấn ni về đà và ha nam mô tam bằng đà mẫu đà nam ma bán ra đề hà đa ca ta nam nam đạt điệt tăng kê hồng ống nhầm và ra nhầm và ra bán ra nhầm và ra bán ra nhầm và ra đề sẵn xa đề sẵn xa sẵn đi đề sẵn đi đề ta vẫn ra ta vẫn ra viên đề ca tấn ni về đà và ha mô tam bằng đà mẫu đà nam ma bán ra đề hà đa sa ta nam nam đạt điện thang khê hồng hồng nhầm và ra nhầm và ra bán ra nhầm và ra đề sẵn xa sẵn đi đề sẵn đi đề ta vẫn ra viên đề ca tấn đề về ta pha nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời đều an lành à, tất cả các thời đều an lành xin đấng từ bi thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành à, đêm ngày sau thời đều an lành à, tất cả các thời đều an lành à, xin nguyện tam bảo thượng gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời đều an lành ở tất cả các thời đều an lành xin nguyện hộ pháp thượng gia hộ nam mô tiểu tai giang kiết tường bồ tát nam mô tiểu tai giang kiết tường bồ tát nam mô tiểu tai giang kiết tường bồ tát đệ tùng kinh thâm diệu tạo công đức vô biên đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền pháp môn xin nguyện hồng xin nguyện đền phiền nào xin nguyện đoàn qua phần xin nguyện thành nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tất đại chứng minh nam mô đại từ bi linh cảm mừng quang thế âm bồ tát tất đại chứng minh ngưỡng nguyện phật từ quảng đại cảm mừng vô sai quang giang đạo tràng chứng minh công đức gia hộ đệ tử chúng con cung đối Phật tiền lễ lạy hồng danh chư Phật hồi hướng công đức ngưỡng nguyện thượng chúc Phật nhật tăng huy pháp luân thường chuyển phong điều vụ thuần quật thới dân an thiên hạ thái bình chư tai tiêu diệt thiền môn hưng thịnh đại chúng an hòa hiện tiền đệ tử chúng con cập thân bằng quyến thuộc pháp giới chúng sanh tiêu tai tiêu nạn tật bệnh tiêu trừ nghiệp chướng oan khiên nhiều đời nhiều kiếp thảy đồng tiêu diệt hồi hướng công đức tây phương trang nghiêm tịnh độ kỳ diệu chương linh quá vàng hộ danh vô vị hộ vị vô danh thúc bá đề huynh cô di tí muội anh hùng chiến sĩ trận vong đồng bào tự nàng thập nhị loại cô hồn nguyện chư hương linh trưởng thừa Phật lực nghe kinh kệ phát bồ đề tâm rộng lớn dứt sạch nghiệp chướng sâu dày vạn sanh tây phương cực lạc
Phổ nguyện âm siêu dương tới hiện hạ thân, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô Tô La và Xó Thầy đến nghe pháp đó nên chỉ tâm ủng hộ Phật pháp khiến thường còn mỗi vì xuyên tu lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chỗ này hoặc đến đơn liền hoặc hư không mà thường với người đời sanh từ tâm ma ngày đêm từ mình nương pháp ở. Nguyện càng thế giới thượng an ổn, phước trí vô biên lời quần sanh, bao nhiêu tội nghiệp thảy đều trừ, xa lìa các khổ về viên tịch. Thường dùng giới hướng xóa vong sang, thường dình định phùng đề dân thân, hoa mẫu bồ đề khẩm tráng nghiêm, tùy theo chỗ thượng an là ngã nam mô tội ta phù chân. Hộ pháp chư tôn Bồ Tát, Nam mô tội ta phù chân. Hộ pháp chư tôn Bồ Tát, Nam mô tội ta phù chân. Hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát Từ Quý Phật, xin nguyện chúng sanh thế đạo cả pháp lòng vô thường. Từ quý pháp xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển. Từ quý tăng xin nguyện chúng sanh tâm ý hòa hợp mà hên thầy câu ngài. Nguyện đem công đức này đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật